Vụ cả chung cư bị cắt điện, có người đang thở oxy vẫn cắt vì sao? Vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Đà Lạt, đình chỉ công tác trưởng phòng quản lý đô thị Đà Lạt. Vụ bốn bố con chết trong tư thế treo cổ ở Lâm Đồng, tìm thấy thư tuyệt mệnh. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là đặc biệt nghiêm trọng. Vụ cả chung cư bị cắt điện, có người đang thở oxy vẫn cắt vì sao? Thưa quý vị và các bạn, nếu chủ đầu tư vẫn chây ý không đóng tiền điện, chung cư Nguyễn Quyền tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn bị cắt điện. Liên quan đến chung cư Nguyễn Quyền, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Văn Thành, phó giám đốc công ty điện lực Bình Phú thuộc Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh về lý do khiến chung cư này nhiều lần bị cắt điện. Không muốn cắt điện, cư dân: đúng là chung cư này có nhiều người dân sinh sống, bản thân tôi không muốn chuyện này xảy ra. Do đó chúng tôi đã chia sẻ bằng rất nhiều cách như giãn tiến độ thanh toán cho chủ đầu tư. Thậm chí anh nói không đủ khả năng để thanh toán nợ cũ thì tôi cũng phải hỏi là khả năng anh có bao nhiêu, ít nhiều mỗi tháng phải thanh toán cho ngành điện để chúng tôi có cơ sở duy trì cấp điện. Còn tiền điện những tháng mới, chủ đầu tư đã thu đủ thì phải trả cho ngành điện chứ, không thể bán điện mà không trả tiền. Lúc đầu chủ đầu tư trả nợ cũ mỗi tháng 100 triệu, sau đó xin xuống 50 triệu, chúng tôi cũng xé rào đồng ý để cấp điện cho dân. Sau khi phản ánh câu chuyện, phía chủ đầu tư đã xin đóng 30 triệu đồng tiền nợ cũ, hiện họ còn nợ chúng tôi khoản nợ hơn 420 triệu đồng. Cư dân phản ánh chung cư có cả người già đang thở oxy, ngành điện làm đúng quy trình nhưng người dân cũng đã đóng tiền điện đầy đủ rồi nên họ không đáng để chịu lạ vạ lây. Thực ra chúng tôi không hề muốn cắt điện, đây là lỗi của cá nhân chủ đầu tư chung cư mà nhiều người bị ảnh hưởng. Đến nay chúng tôi đã cắt điện 4 lần, mỗi khi cắt chúng tôi phải báo với đầy đủ các bên, cư dân, chính quyền địa phương, thậm chí công an quận. Trước khi cắt điện, chủ đầu tư báo có người thở oxy, Ủy ban Nhân dân phường đã cử y tế đến kiểm tra, đánh giá là không ảnh hưởng nên điện lực mới cắt. Dù đã gửi thông báo cắt nhưng chúng tôi phải gia hạn nhiều lần, chờ thêm để chủ đầu tư có động thái song không có. Bản thân chúng tôi cũng đã báo cáo rất nhiều cấp, tham dự rất nhiều cuộc họp từ phường đến quận để gỡ vướng, trong đó đề xuất công ty Nguyễn Quyền ủy quyền cho ban quản trị thu chi để đảm bảo thanh toán tiền điện cho ngành điện đúng hạn. Tuy nhiên, công ty Nguyễn Quyền vẫn không đồng ý, chủ đầu tư phải lắp trạm biến áp tổng theo quy định. Thời Covid, chúng tôi không được ra đường để ghi tiền điện mà liên hệ qua điện thoại để họ đọc số điện 2 tháng, còn 3 tháng điện lực tạm tính. Sau đó chúng tôi đã đến trực tiếp xem công tơ và chốt đúng chỉ số. Tiếp đó, chủ đầu tư cũng phản ánh đồng hồ chạy nhanh, chúng tôi đã xuống kiểm chứng, kết quả là sai số cho phép. Thậm chí chúng tôi đã hướng dẫn để đi kiểm chứng độc lập nhưng họ không chịu. Từ đó chủ đầu tư cứ chây ý trả tiền điện, chậm thanh toán. Hiện chủ đầu tư đang dùng điện qua công tơ tổng, sau đó cấp lại cho khoảng 150 hộ. Chủ đầu tư tự thu tiền. Chúng tôi chưa lắp đặt công tơ, mua bán điện trực tiếp với người dân do chủ đầu tư chưa hoàn thiện về hạ tầng theo luật kinh doanh bất động sản. Nguyên tắc là chủ đầu tư phải lắp đặt trạm biến áp tổng để cấp điện cho các hộ dân, sau đó mới đề nghị ngành điện lắp công tơ cho các hộ dân. Thời gian qua, chúng tôi đã rất nhiều lần làm việc trực tiếp với chủ đầu tư tại điện lực, tại Ủy ban Nhân dân phường, quận và Sở Công Thương để giải quyết, đồng thời có nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ để chúng tôi cấp điện. Thế nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa làm. Vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Đà Lạt, đình chỉ công tác trưởng phòng quản lý đô thị Đà Lạt. Thưa quý vị và các bạn, trưởng phòng quản lý đô thị Đà Lạt bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại địa phương làm 2 người chết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ công tác ông Nguyễn Dương Trung Hữu, trưởng phòng quản lý đô thị Đà Lạt để làm rõ trách nhiệm lãnh đạo phòng và các tập thể cá nhân liên quan trong cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra, giám sát xây dựng tại khu vực vừa xảy ra sự cố sạt lở. Sau trận mưa kéo dài khoảng 3 giờ, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6, xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10 Đà Lạt. Hàng trăm tấn đất đá cùng bờ ta luy bê tông ở đường Yên Thế, cao hơn đường Hoàng Hoa Thám khoảng 20 mét, đổ ập xuống khu nhà dân và lán trại công nhân xây dựng với khoảng 20 người đang ở. Vụ sạt lở khiến 6 người mắc kẹt, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận hiện trường giải cứu nạn nhân. Sau khoảng 1 giờ, 4 nạn nhân được giải cứu từ đống đổ nát đưa đi cấp cứu. Hai người được xác định đã tử vong là hai vợ chồng ông bà Phạm Khánh, 43 tuổi và Nguyễn Thị Ngọc Vẹn, 43 tuổi, quê Phú Yên. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu toàn bộ công trình tại khu vực sạt lở
có độ dốc lớn cần dừng thi công để rà soát, đánh giá quan trắc độ an toàn, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phải kiểm tra, đánh giá cấp phép hồ sơ thiết kế, kết cấu công trình ở khu vực xảy ra sạt lở, giám sát thi công. Với sự cố vừa xảy ra, chính quyền tỉnh chỉ đạo điều tra vụ việc, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố. Vụ bốn bố con chết trong tư thế treo cổ ở Lâm Đồng, tìm thấy thư tuyệt mệnh. Công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ bốn bố con chết trong tư thế treo cổ ở xã Nờ Thôi Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bốn nạn nhân. Chị KT, 33 tuổi, trở về nhà ở xã Nờ Thôn Hạ. Nhà vắng vẻ, chị gọi không ai trả lời. Phòng ngủ vợ chồng khóa trái. Chị T mở cửa ra thì hốt hoảng phát hiện chồng là anh LDC, 32 tuổi, và ba người con, 4 tuổi, 6 tuổi, 8 tuổi, chết trong tư thế treo cổ. Trong đó, hai cháu là con ruột của anh C và chị T, cháu còn lại là con riêng của chị KT với chồng trước. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy có một thư tuyệt mệnh của anh C để lại. Hiện trường không phát hiện dấu hiệu xô xát hay giằng co. Trên cơ thể, các nạn nhân không có thương tích ngoài dấu vết treo cổ. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là do mâu thuẫn gia đình. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là đặc biệt nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng vụ án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và một số đơn vị liên quan là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội. Về công tác giải quyết, xét xử các loại án, báo cáo cho biết, về án hình sự, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố thụ lý 4.755 vụ trên 8.890 bị cáo, giải quyết 3.872 vụ trên 6.913 bị cáo, đạt tỷ lệ 81,43%. So với cùng kỳ năm 2022, số thụ lý giảm 117 vụ, số giải quyết giảm 76 vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố thụ lý 29 vụ trên 197 bị cáo bị truy tố về tội tham nhũng, giải quyết 7 vụ trên 73 bị cáo. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, theo dõi đã được Tòa án Nhân dân thành phố khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình ủng hộ. Điển hình như vụ án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và một số đơn vị liên quan. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ vốn vẫn bị đưa ra xét xử về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai bị xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai bị xét xử về tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quy định quản lý của nhà nước về đấu thầu, gây thiệt hại tài sản lớn cho nhà nước, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, nhằm cảnh cáo răn đe và nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay, báo cáo nêu. Trong 6 tháng cuối năm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu cầm đầu, người lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản, chú trọng công tác thu hồi tài sản cho nhà nước. Tội phạm tín dụng đen xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp. Theo báo cáo, thời gian gần đây, tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp. Hoạt động tín dụng đen là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố thụ lý 19 vụ trên 59 bị cáo bị truy tố về tội cho vay lãi nặng, giải quyết 12 vụ trên 39 bị cáo. Phần lớn các bị cáo đều bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn, đảm bảo hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung.
Cũng theo báo cáo, xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề nóng trong xã hội. Trong những năm gần đây, các vụ án xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Tính chất các vụ xâm hại tình dục trẻ em rất nghiêm trọng, gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận xã hội. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, lo lắng và bất bình trong quần chúng nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố thụ lý 81 vụ trên 81 bị cáo bị truy tố về các tội xâm hại tình dục trẻ em, giải quyết 73 vụ trên 73 bị cáo.